Uống nước đậu đen có tốt cho thận hay không? Là cái nước đậu đen nó có cái tính mát nên là nó giải nhiệt rất là tốt. Tuy nhiên thì không phải là cái trường hợp nào cũng có thể uống nước đậu đen được. Thì cái hạt đậu đen có nhiều vitamin cùng với lại những cái yếu tố vi lượng như là canxi này, phốt pho này, hay là các cái axit amin và các cái chất chống oxy hóa rất là tốt cho sức khỏe. Thì cái nước đậu đen này nó có thể hỗ trợ cái hoạt động của hệ tiêu hóa, làm cho da của chúng ta đẹp hơn này, và nó làm cho chúng ta giải nhiệt được. Mặt khác thì các cái chất xơ, khoáng chất và những cái vitamin trong cái hột đậu đen ấy còn được nhiều người nghiên cứu chứng minh là nó có đem lại một cái hiệu quả chống ung thư, nó phòng lão hóa. Vậy thì nước đậu đen có tốt cho thận hay không? Thì trong đông y, cái hạt đậu đen liên quan mật thiết với lại thận nên là được dùng để tăng cường cái chức năng thận. Thì có thể kết luận rằng đây là cái thứ uống tốt cho thận. Và chúng ta dùng một số cái bài thuốc từ cái hạt đậu đen, nó có thể hỗ trợ tăng cường cho cái hoạt động của thận. Các cái chuyên gia y tế người ta đã từng khuyến cáo rằng là người mà bị suy thận nếu mà dùng nước đậu đen thì chúng ta luôn luôn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Chúng ta phải chọn ở những cái hạt đậu đen mà nó có lòng xanh ấy, và nó có một cái lớp vỏ căng mịn đen bóng, thì cái hạt đậu nó không bị sâu hay là nó không bị hư. Chúng ta nấu thì chúng ta không bỏ vỏ. Khi mà chúng ta bỏ cái vỏ đậu đen đi, tức là đã loại bỏ một cái lượng lớn dưỡng chất tốt của cái hạt đậu đen. Người mà bị lạnh tay chân hay là bị hàn ấy, bị tiêu chảy, bị hành tá tràng thì chúng ta không nên dùng. Nếu mà dùng nước đậu đen khi mà bị bệnh thận thì nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích, ví dụ như là những cái thực phẩm mà nó giàu kali và muối.